Thì để tiếp tục cái hình ảnh của em vào buổi chiều ngày hôm nay, ngày 5 tháng 2, em sẽ cập nhật cho anh chị mình chính là một đôi bò cái chữa nha chị, mẫu bơm ba nha. Thì em sẽ quay về con bò cái chữa đầu tiên anh chị. Con bò cái chữa đầu tiên này em kiểm tra thì phần sáng mặt nó là nghiêm chỉnh nè. Sáng lưng thì cũng nghiêm chỉnh nè, mông đùi thì hoàn thiện anh chị. Con bò này á, thì cày đuôi to ha, quà ngoa đen. Con bò này á, thì ở ngay phần cổ thì em thấy là có một cái bóp uh, vàng nha quý anh chị, còn về phần yếm thì một nồi nha. Rúng thì có rúng anh chị đó vú anh chị mình thấy bên trong không bốn vú đều nha và dưới đây nó là dàn chân trước nè chân sau con bò này á, thì chân móng em kiểm tra trước sau là hoàn thiện tức là nó không có tật lỗi ép xe cũng không bú dò bú cẳng nha thì chân móng thì có kiền khú đen nhẹ nha anh chị màu da thì con bò này á, thì lông da đỏ anh chị ha xét rẹt anh gì, đó đẹp bò ha bóng mượt anh chị chiều cao thì con bò cái chữa đầu tiên này á, thì hồi nãy thì em lấy thước em đo ngay xíu lưng của nó thì nó dao động là 1m2 đến 1m21 bò nha con bò này á, thì tình trạng thì nó để được hai con rồi và bây giờ thì nó đã ôm bầu lại là lưới thứ ba nha chị tức là hiện tại thì đang chữa mang thai trong bụng nó là chữa là phối giống là bò kem nha chị pháp kem á, chữa gần 8 tháng bò và nó đang đã, đã dậm vú rồi nha quý anh chị con bò này thì nói chung là mọi thứ em kiểm tra thì hoàn thiện nha nên là em bao tật lỗi cho anh chị mình 100 phần trăm ha bao chữa bao khám và bao lồi lú cho anh chị mình tứa đẻ mới thôi nha anh chị ha bao nghiêm chỉnh hết nha anh chị và bây giờ em sẽ quay máy quay liền cho anh chị mình coi luôn quẹt cái con bò số 2 ha con bò cái chữa số 2 bên đây thì nó là bò tô nha chị chưa đẻ lứa nào nha và đang con bầu lứa đầu tiên con bò này em kiểm tra thì sẽ mặt xé lưng là nghiêm chỉnh nha chị lưng đồi ha con bò này thì nó mông đích thì nó khá là mầm, Cậy đuôi to, hoa đen anh chị. Bò này thì nó là đúng lai chèn ha, vú bốn viêm chỉnh anh chị. Đó. Và dưới đây đó là dàn chân sau, chân trước nha, hoàn thiện không tật lỗi ép xe, bú giò bú cẳng nha anh chị, gu bật nha. Thì theo em quan sát về con bò này thì nó có điểm mi nha, nó nằm ngay cái con mắt bên trái nha quý anh chị, một điểm mi nhỏ nha. Mà nhìn gần thì mình mới thấy chứ mà nhìn xa thì cũng không thấy luôn anh chị. Với lại là con bò này thì em chia sẻ cho anh chị hướng này, là lúc trước thì nó có nổi viêm da nhẹ nha nhưng mà bây giờ thì lông da nó liền đã rồi nha anh chị ha và nó đã là lông rồi nha quý anh chị đó còn về chiều cao thì con bò này thì nó cao là một m hai bò là em đo ngay lưng đen mang thai là lứa đầu tiên nha đen chữa là bò bơi được 5 tháng nha quý anh chị bao chữa bao khám và bao lồi lũ cho anh chị mình tử đẻ luôn nha bò tơ thì em bán về cho anh chị mình em quẩn bao cho anh chị bình thường nha nên là anh chị mình yên tâm nha đó thì cái đôi bò này thì em sẽ công khai giá cho anh chị mình hôm nay với mức giá là 42 triệu nha chị. 42 triệu cho cái đôi bò cái chữa này anh chị mình thấy không? Con nào con nấy cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Con tơ này thì mình nuôi á thì đẻ còn nhiều lúa lắm chị tại nó đáng chữa là lúa đầu tiên anh chị. Mà tướng mã cái con bò này thì nó không khác gì con bò đực anh chị. Tướng tán lại cao ráo và bự con nha. Đang mang thai là ba bê nên là rất là có giá trị sau này nha quý anh chị. Đó, Em báo giá lại cho anh chị cái đôi bò này với mức giá là 42 triệu nha quý anh chị. 42 triệu là anh chị mình mua được cái đôi bò cái chỗ này. Mình đem về nuôi sinh sản lâu dài nha anh chị. Bò này thì em bán về cho anh chị mình muốn khám lại lúc nào vẫn được nha. Đó. Thì khi mà em giao tới thì anh chị mình có thể mình nhờ thú y đến mình khám khám là vẫn được nha anh chị. Em bao khám đàng hoàng cho anh chị 100% ha. đã Bao chữa bao lòi lũ cho anh chị luôn nha. Và thôi cái này video này buổi chiều thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái chương trình của em tại đây ha anh chị mình đừng quên thả tim và đăng ký kênh ủng hộ em tiếp tục ra những video mới và hay hơn nữa nha anh chị